Hôm nay là ngày 8 tháng 9 thì mình nói số vấn đề xoay quanh về cây kiểng. Chắc chắn là có một số bạn mới chơi đều cần. Thì cái này là mang tính chất tham khảo thì số anh chị em mình có thể tham khảo. Đây là cây kim quýt mình cũng vừa tháo dây. Thì cái cây này chút xíu mình sẽ tải lên Zalo á. Cái cây là lúc mà thời điểm đầu tiên là mình phân cốt. Thì cái nào cũng vậy, cái tả giá của cái cây này là cái thời gian quá lâu là khoảng 7 năm, gần 7 năm ha, mình phân cốt mình nuôi nè anh chị em thấy không. Nhưng mà cây mai chiếu thủy thì nuôi nhanh hơn, cây cung quýt do mình nuôi trong chậu á anh chị thì nó lâu, và được một cái là khi mà nuôi lâu như vậy thì nó đẹp. Này cái co đầu tiên mà ít ai để ý nè, số mình tham khảo những cái người mà tiền bối mà sửa kiểu xưa, có khi người ta sửa nghịch cành, cái đó kể cả ông sư phụ của mình luôn ha. Cái ông mà ngày xưa mà ông chỉ mình chơi kiểng á thì ông cũng sửa nghịch cành, thì kết quả là những cái cây mà ông nuôi lâu á thì giá trị nó sẽ thấp. Thì cái này là không phải là do mà mình phải có người chỉ, hoặc là anh chị mình đi tham quan những cái cây, thí dụ như cái cành một nè, cành một ở đây ha, thì nó sẽ co vào cái vòng cung, ví dụ như vòng cung mà chữ O như thế này đây thì nó buộc phải như gì bên đây, và ngược bên kia là phải nó ha, anh chị thấy không. Do cái cây này mình định hướng là 6-7 năm về trước, có cái hình lúc phôi luôn. Thì cây cung quýt này mà nếu mà bán thì nếu mà tính công nuôi 1 năm thì 1 triệu, thì 7 năm nay thì cái cây này kêu giá là khoảng 10 triệu. Còn mà với cái giá mà buôn bán bình thường nó khoảng 15 triệu. Còn sữa mà năm sau ha thì nó tầm từ 20 tới lên, thì cái đó tùy theo cái độ mất giá và độ độ yêu thích của cái người mua. Cái này là mình nói là sai khoảng 70-80%. Tại vì cái cây mà cây cảnh mà giá cả nó phụ thuộc thời điểm ra và thời điểm vào. Ngày xưa cái kim quýt nó khác, thì mình cũng nói đi nói lại là mang tính chất tham khảo. Tại vì anh chị mình thích thì với cái giá 10 triệu thì mình cũng vẫn coi là rẻ, nhưng mà cái người mà tạo cái tác phẩm mà nếu mà người ta yêu thích thì thậm chí 15 triệu người ta không bán. Cái đó là tùy tùy cái góc độ mà cái người chơi nghệ thuật, cái người bỏ số tiền người ta mua nghệ thuật, thì cái đó là vô giá. Thì mình vấn đề ở đây là sau khi mà cái kinh nghiệm mình nuôi cốt lâu như vậy thì nó, nếu mà nó kinh tế thì nó không hiệu quả ha, không hiệu quả, không có mấy, nuôi rất là lâu. Nhưng mà khi mà anh chị mình nuôi được một cái cây mình nuôi cốt như vậy là chơi nó bền. Thì nếu mà được lựa chọn thì sau này mình sẽ chọn cái mai chiếu thủy nuôi cốt, nó sẽ nhanh hơn. Và có thể anh chị mình định hướng lâu dài thì có thể nuôi dưới đất cốt quá lâu. Thì mình đang tháo dây từ sáng giờ chưa có xong, mình cũng gấp rút mình quay. Cái kênh của em là không có quảng cáo giữa chừng cho nên là nó mất tương tác, cái người Tubi nó không có đề xuất. Anh chị mình có tiền thì để bông sáo ông Vũ hay bấm số điện thoại 0987 557 550. Xuống cái phần mô tả thì mình có để là cái video ngày mới mới có cái kênh thứ hai của bên em, thì mình có tạo cái kênh mới để mình quay những cái video mới đó, mình để vô đó luôn là Úc Vũ Chà Lách cho anh chị em mình dễ theo dõi. Sau này cái kênh mới nó có đề xuất, kênh này thì có nội dung có hay gấp mấy cũng không có đề xuất được. Ngày xưa mình cài số bài nhạc bản quyền, có những video gần
gần 1 triệu lượt xem mà cũng không có kiếm tiền được. Lý do không phải mình cần kiếm tiền trên YouTube mà khi mà bạn chạy quảng cáo thì nó sẽ có được lợi sức. Đó là vấn đề. Thì cái chi ở trên cái cành một nó cũng phải đi phía sau, anh chị lưu ý nha. Nè, không. Nè. Đây. Đây là cái căn bản của cái cây. Đây nữa nè. Cái này cứ gọi là tực lắc mà phong cao ha. Nuôi rất là lâu nhưng tại do mình mới tháo dây cái cô Quỳnh Hoàng. Thì trong Zalo có hình ảnh mà nó còn ôm dây á. Mình nuôi tược nè. Xả những cái tược này nuôi cho nó khỏe cái cây. Vấn đề cây dung quýt thì anh chị mình chỉ cái việc xịt sâu ha. Xịt sâu. Sâu ăn lá. Và thường xuyên thì nếu mà khuyết dây mình canh mình tháo dây ra thôi. Nó không có thời điểm tháo dây ha. Anh chị mình thấy nó siết dây, ví dụ như siết dây như thế này đây. Khuyết vô. Thì anh chị mình tháo dây. Vấn đề định giá một cái cây hay là một cái cây thì cũng đòi hỏi rồi kinh nghiệm. Phải cái gì cũng kinh nghiệm hết. Cũng như gần đây lùm xùm vấn đề từ thiện thì cũng phải có kinh nghiệm chứ. Thi tiên mà nào giờ ít ít có từ thiện mà nhảy ra từ thiện thì phải sai sót, mà chưa nói về cái tham. Vấn đề là mình nói vấn đề là đối tượng được cho đi đâu cũng có cái vụ đó hết. Ngày xưa mình cũng có làm nhiều lắm, làm nhiều vấn đề bên từ thiện nó khó lắm anh chị mình, khó lắm. Ngoài cái chuyện mà phát tâm nó móc tiền túi ra, anh chị mình tạo ra một cái tiền á, kiếm được cái tiền thì khó mà, nhưng mà nó dễ. Kiếm được tiền thì nó dễ, nhưng mà làm từ thiện như thế nào nó khó lắm. Sẵn đây mình nói luôn, vừa quay cây vừa nói luôn ha. Cây 426 thường đầu tiên mà Phương Hằng bả nói thì ai cũng bên bên kia, người tới chừng mà bên nào mà xuống sức á, thì người ta sẽ đạp luôn cho rớt xong, đa số là như vậy. Lúc trước mình cũng có vận động xin nhà nó khó nha anh chị mình. Lưu ý khi mà mình hỗ trợ một cái nhà nào đó do một mạnh thường quân thì thứ nhất là phải trình bày cho áp xã biết là cái số tiền hỗ trợ bao nhiêu, rồi cái nhà đó có danh mục mà hỗ trợ ở xã hay không, để mình cất cái nhà lên. Ví dụ như người ta cho khoảng 100 triệu mà bên bên mình tài trợ có 50 thì không đủ cái nhà, thì hoặc là nhà nước người ta không cho thì cũng không được. Cái đó là cái thứ nhất, thông qua vấn đề địa phương. Rồi cái tiền của người ta cho phải, tức là cái số tiền cho là cái nhân là cái hạt giống, còn cái đối tượng cho là cái mảnh đất phước. Khi mà mình xét ngay cái đối tượng mà nhận mà nó mảnh đất xấu thì nó mất phước, nó dạng như là phước mà nó không có mà nghiệp nó tăng. Có những người người ta lợi dụng cái chuyện đó, người ta làm người ta thiếu gì. Lúc mà mình làm công tác bên đó thì số người ta, thậm chí người ta có cái nhà người ta cũng ngon, người ta kêu mình hỏi mình làm nhịp cầu nối để người ta nhận. Thật ra là mình không có đồng ý, tại vì mình thấy người ta quay ha, sớm có người yêu cầu quay 2 chích 3 thì cái cây đó để dưới đây.
nó chưa có khuyết dây cho nên mình không tháo dây. Cây này bán rồi ha, 293, tạo lại vấn đề luôn, vấn đề từ thiện khó lắm. Rồi lúc trước mỗi một tháng là mình cho từ 1 tới 2 cây, ví dụ mình bán cây này hoặc là cây kia vậy đó. Mình cũng nói là hôm nay mình bán cái cây 269 thì số tiền đó mình cũng vô cho quỹ từ thiện. Nhưng mà nó có hai chiều. Số người ta không hiểu, ta nói mình đánh bóng tên tuổi rồi lợi dụng cái công tác từ thiện. Rồi lấy tiền đó. Rồi cũng có số người ta hiểu mình, người ta gửi tiền. Nhưng mà cái mừng á là cái mừng người ta tin tưởng mình, người ta cho mình. Người ta tin tưởng mình, người ta cho mình để mình làm công tác, làm nhịp cầu nối. Đó là một cái mừng, nhưng mà một cái lo á, là vấn đề cái số tiền đó cho ai và cái đối tượng cho như thế nào. Mình trong phần mô tả nó có cái mục danh sách mà khoảng ba mươi mấy video mà mình đi làm công tác từ thiện. Tức là cái thời gian hồi 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 trước, hồi cũng khoảng 2 năm về trước, 5 năm về trước, thì cái đối tượng cho là ai rất là khó. Rồi mình vận động thì cao lắm cũng có khoảng hơn 10 triệu thôi, không có nhiều, trong khoảng 20 trở lại. Chủ yếu là trong quá trình mua bán, người người ta giao lưu. Ví dụ như mình mua cặp thì hưu đó, thì cái chị tượng đá cao tang ở Đà Nẵng thì chỉ cho 3 triệu, tức là chị bớt. Nói chị bán cặp thì hưu này cho em mà chị bớt em 3 triệu rồi gửi cho cưng làm công tác từ thiện. Đó là tức là trong quá trình về mình giao dịch mua bán cây hay là mình mua của người ta, thì người ta bớt cái phần đó rồi đưa, lấy cái phần đó đưa vào công tác từ thiện, thì số tiền đó thì mình làm ăn mà dài 3 triệu thì nếu mà lấy thì nguy hiểm lắm, rồi số tiền lớn cũng không không có được phép như vậy. Thì cái đó là nó nguy hiểm. Ví dụ như mình cho đi cho người ta mình lấy ở nói cái tiền này của tôi đưa, thì cái đó cũng là cái danh, tức là từ thiện rất là khó và dễ mang họa lắm. Dễ mang họa về bản thân, trường hợp mà mình cao lắm có công, còn nếu mà có của thì phải cái đối tượng cho nó phải như thế nào. Như anh chị mình coi những cái cây bên em nay nó sum tốt, thì cũng đang đợi mà bưu điện nói là Vũ ơi bây giờ ship bình thường thì em sẽ gửi cho khách hết. Bây giờ mình giữ chi khi mình có số người người ta đã chuyển cọc 100% rồi, mình không có gửi cây được. Có số người người ta cũng nôn nóng mà mình cũng vậy. Thế nên gần đây thì bán vài cây đó chị mình ha, vài cây mình chị mình có thể mua thì gửi lại vài cây những cây ấy, chứ giờ nhà vườn cũng không có còn nhiều. Còn cái chuyện nuôi cây định giá cây nó khó vô cùng, cho nên số anh chị mình có một số mặt hàng em kêu giá công khai và số mặt hàng không kêu giá công khai. Còn vấn đề tư vấn thì hôm qua cũng có người bạn cũng cần tư vấn và nhắn tin, thì mình nói thôi gọi Zalo cho em đi, người ta không gọi. Thì cái đó cái người hỏi người ta không có nhiệt tình, trong khi đó mình cũng nhiệt tình, mình chỉ mang tính chất góp ý thôi. Chứ thật ra có số bạn bạn hỏi bạn cần người ta chia sẻ cái thật mà người ta, mà cái người hỏi không có nhiệt tình. Phải nhiệt tình, mình là người hỏi, hỏi kỹ thuật, hỏi người ta phải chủ động gọi cho người ta, nhắn tin nó nói hỏi như vậy là thua ha. Phải nhiệt tình, không phải là nói cái gì cũng đúng, nhưng mà cái đó là cái góp ý, thì cái kinh nghiệm nó rất là quan trọng. Cái này thì lúc mà mình nuôi thì không có cái cành này nhỏ xíu à, thì quyết định mà để cắt hay là để nó khó lắm, tại nếu mà cắt ra thì nó trống phần này, cho nên là đang nuôi. Và cứ hướng tới của cái cây này là phải cắt cái rễ gì nè và bỏ cát vô, tức là làm lớp 2 thì giá trị của cái cây lên lên hơn nữa.
Đại khái là những vấn đề về kỹ thuật thì mình cũng có chia sẻ với số anh em rồi. Đó, cho nên là lũ gà đi lướt tiếp tớp đâu đâu cũng sao kê từ thiện, nghe riết nó cũng mệt. Mà để coi rồi cái kết quả cuối cùng nó như thế nào. Nhưng phần lớn là những người nghệ sĩ thì mất tiếng nhiều lắm, mà khoảng 80% là người ta không mất cái niềm tin này. Thứ nhất, không có tin kinh nghiệm làm từ thiện, chưa nói vấn đề tham ở trong đây ha, tại vì chưa có rõ ràng, khó lắm, làm từ thiện rất là khó. Nuôi cây này coi vậy mà dễ, là kiếm tiền nó dễ. Ví dụ như khi mà mình ngày xưa mình nghĩ bỏ ra 1-2 triệu khó lắm, tại vì tiền của mình mần ra mà mình bỏ, nhưng mà thật ra là nó cũng dễ. Nhưng mà khi mà đi cho đi mà mình thấy thủy tiên mà cầm phát, gặp ai cũng phát cho vậy, thì dụ như hay lắm là 10 người túng được 5 người, tại vì đâu có biết ai ai đâu đâu biết ai là yêu quái, ai là người người cần đâu. Thì ta nói chết đợt này chết chắc, không có. Đây cây này mau, rất là mau luôn, mới gọi lại lá này bao nhiêu ngày màu này bắn tược lên, anh chị thấy không? Đây nè, đây cái cây T9500 nè, lên tược hết, lên dăm hết. Thì mỗi video là mình đều nó có ngày hết, rồi chừng nào mình tải, ví dụ như chiều mình tải hay là ngày mai mình tải, nhưng ví dụ bữa nay là ngày hồi nãy đầu video mình nói rồi, như ngày 7 tháng 9 thì phải. Hôm nay trời cũng mát, cu cũng gái nhiều ha. Số người ta cũng coi video để người ta coi cái cây của người ta như thế nào thôi, coi cái cây của người ta bữa nay như thế nào. Xả dây hết, chỉ có con cây 293 đó là để dưới thấp này nó không có ôm dây cho nên mình không có xả. Cái cây đó cũng bán rồi, này 292 này. Cây này như bán 600 phải. Thì cũng có cây giá cao, có cây giá thấp. Người làm cây á thì giá nó lung tung beng hết. Mini qua cái bầy cây này thì chắc chắn là cũng lâu lắm mình mới có một cái bầy mới mà nhiều như thế này, thì tiền cũng đã lấy hết rồi. Mà cây thì đang chờ đợi ha, đang chờ đợi, đang gửi cho số anh em mình cần. Cũng may mắn là mùa dịch này thì giá này cũng trung bình thôi, có cái là cũng nôn nao để gửi số anh chị em mình mua cây á, để này nó cũng ra lá bít hết rồi nè, tháo dây nè. Không, nếu mà vũ không tháo dây á thì cái cây xí xiết anh chị mình nhận, anh chị mình cũng tháo à, mà tháo nếu mà không biết nghề tháo thì bấm sợ nó gãy cành, nó uổng cái cây lắm. Nhiều cái cây này bán 1 triệu mấy, cây này như bán 1 triệu 8 hay nhiều 389 nè. Lý do đế nó đẹp, khách mà có nhận hàng thì có coi cái cây này thì bình luận tên YouTube giùm em ha. Cây này là bán khuyến mãi nè, cây này bán có 2 triệu, cây này là bán lỗ, bán không phải là đúng ra là không phải giá này, tùy theo cây bán. Cây đó người ta mua nhiều, cây này thì bán tiều tỏa lại à, cây 256 nè, trước có kêu giá công khai nhưng mà lúc đầu thì mình cảm thấy mắc, nhưng mà làm như lúc này có cảm giác mà tiền nó mất giá hay sao. Bán xong rồi thấy cái cây nó đẹp ra ngộ cây này không. Rồi thì đôi lời tâm sự với bà con ở xa, do cái video mà mình không có chà, là không có quảng cáo, chèn quảng cáo trong đó cho nên là nó mất tương tác với bà con nhiều lắm. Cái kênh thì thấy có đăng ký đông nhưng mà nó không có đề xuất, thì anh chị mình có thể qua cái kênh thứ hai là Úc Vũ Chợ Lách, sau này mình cũng có thường xuyên mình quay trên cái kênh đó. Có những thời gian sau mà mình không có quay thì
có thể quay qua cái kênh đó thì anh chị mình có thể chạy qua ủng hộ mình, có dịp mình giao lưu. Rồi mình xin kết thúc video ha. Chúc anh chị mình một ngày làm việc thiệt là hiệu quả.